Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Kawasaki Frontale với Paris Saint-Germain 17h30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2022, Club Friendly Game. PSG sẽ bắt đầu chuyến du đấu tại Nhật Bản bằng cuộc chạm trán Kawasaki Frontale. Với đẳng cấp vượt trội, chiến thắng có lẽ khó thoát khỏi tay của gã khổng lồ nước Pháp. Mặc dù vậy, có khá nhiều lý do để tin rằng PSG sẽ không thể đánh bại Kawasaki Frontale với tỷ số đậm. Thứ nhất, PSV mới chỉ hội quân cách đây chưa lâu và các cầu thủ vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau kỳ nghỉ hè. Thứ hai, PSV cũng đang trong quá trình thích nghi với triết lý của tân huấn luyện viên Christophe Galtier. Ở thời điểm hiện tại, kết quả không phải mục tiêu hàng đầu của cựu thuyền trưởng Lille, bởi ông đang hướng đến việc rà soát đội hình và đưa ra những thử nghiệm nhằm tìm ra bộ khung tốt nhất cho mùa giải mới. Vì vậy, đừng quá ngạc nhiên nếu PSG không phô diễn sức mạnh thật sự ở cuộc so tài Kawasaki Frontale nói riêng hay thậm chí là trong cả chuyến du đấu lần này. Bên cạnh những yếu tố chủ quan đến từ những vị khách thì cũng cần phải nhấn mạnh rằng Kawasaki Frontale không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Trong nửa thập kỷ trở lại đây, Kawasaki Frontale đã vươn lên trở thành ông kẹ của bóng đá Nhật Bản khi giành tới 4 chức vô địch quốc gia. Ở mùa giải năm nay, dù đang phải đóng vai kẻ bám đuổi trong cuộc đua vô địch, nhưng Kawasaki Frontale vẫn được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương. Tuy rất khó để gây bất ngờ trước PSV, nhưng Kawasaki Frontale hoàn toàn đủ khả năng tạo nên một trận cầu không quá chênh lệch và nhàm chán. Tuy nhiên, với những siêu sao có trong đội hình, khả năng cao bộ ba Mbappe, Messi, Neymar sẽ cùng ra sân. Với kèo châu Á PSV chấp 2.5, anh em nên cân nhắc kèo trên. Nhà cái uy tín, minh bạch và đẳng cấp nhất châu Á hiện nay. Dream 88, kênh đầu tư siêu lợi nhuận với tỷ lệ trả cược thắng cuộc thuộc top cao nhất thị trường hiện nay. 1-99, cược càng lớn, thắng càng đậm. Dream 88 liên kết với hàng chục ngàn ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, đảm bảo giao dịch của người chơi luôn được nhanh chóng và an toàn nhất. Khuyến mãi cực khủng cho người chơi, thành viên Dream 88 nhận lấy lì xì cực khủng lên đến 88.888.000 đồng. Mọi thông tin giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối với hệ thống bảo mật 5 lớp tiên tiến nhất hiện nay. Dream 88, nhà cái trực tuyến được yêu thích uy tín nhất châu Á hiện nay. Kèo châu Á, PSV chấp 2.5 full time. Mặc dù không đặt nặng vấn đề thành tích nhưng rõ ràng PSV chẳng hề muốn bị mất mặt trước các cổ động viên tại Nhật Bản. Hơn thế nữa, PSG cũng cần phải tạo đà tâm lý thật tốt cho trận tranh siêu cúp Pháp gặp Nantes vào ngày 1 tháng 8 trước khi chính thức bước vào mùa giải mới sau đó một tuần. Ngay cả khi chỉ thi đấu với 50% sức mạnh, PSG vẫn quá vượt trội so với Kawasaki Frontale. Với kèo châu Âu, anh em nên cân nhắc đội bóng Paris. Chốt kèo châu Âu, PSG thắng. Trước khi lên đường tới xứ sở hoa anh đào, PSG đã nhẹ nhàng đánh bại đội bóng hạng 2, Quy Viliruen với tỷ số 2-0 trong một trận giao hữu. Khách quan mà nói, Lionel Messi cùng các đồng đội dư sức hủy diệt Quy Viliruen. Tuy nhiên rõ ràng họ chẳng việc gì phải thi đấu hết chân trong một trận đấu vô thưởng vô phạt. Trong một chiến dịch mang tính chất thương mại là chủ yếu, khán giả không nên quá kỳ vọng sẽ được chiêm ngưỡng những gì tinh túy nhất của đại gia nước Pháp. Tuy nhiên, đẳng cấp và ứng vượt trội về chất lượng đội hình, nhiều khả năng PSG sẽ có một chiến thắng tưng bừng để tạo đà cho trận siêu cúp Pháp. Với kèo tài xỉu 3.5, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 3.5 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Paris Saint-Germain chấp 2.5 full time. Kèo châu Âu, Paris Saint-Germain thắng. Kèo tài xỉu 3.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Kawasaki Frontale 1, Paris Saint-Germain 5. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.